Tôi đang xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình sẽ cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những mẫu xe Honda trong thời điểm cuối tháng 5 của năm 2023 các bạn nha. Nói có sách, mách có chứng, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là bảng giá cụ thể đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Mình sẽ đăng lên một chút để các bạn cùng tham khảo. Sau đó sẽ đi từng mẫu xe một báo giá một cách chi tiết để các bạn có thể hiểu rõ hơn, chi tiết hơn và cụ thể hơn các bạn nha. Đầu tiên là mẫu xe Honda Datmos các bạn đang theo dõi trên màn hình. Phiên bản này là phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS các bạn nha. Hiện tại Datmos có 3 phiên bản thời trang phanh CVS giá bán hiện tại 58 triệu 500 nghìn đồng. Phiên bản đặc biệt như các bạn đang theo dõi ở đây và một số những màu sắc ở đây nữa các bạn nha. Giá bán hiện tại là 66 triệu 500 nghìn đồng. Còn phiên bản màu xám thể thao ấy, dạng xám xi măng mà nó màu xám đen ấy, mới ấy, thì giá bán hiện tại là 70 triệu 500 nghìn đồng các bạn nha. Cũng đã giảm đi một chút rồi. Các bạn đăng ký ở huyện là 2 triệu, đăng ký ở thành phố là 4 triệu 4 đến 4 triệu 6. Honda Dit đây các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản đặc biệt. Phiên bản này đang được bán mức giá bán là 40 triệu 500 nghìn đồng. Một chút nữa thì mình sẽ quay thêm nha. Đây là một phiên bản màu đen nhám, giá đen nhám nó sẽ cao hơn một chút nữa các bạn nha. Đen mờ hiện tại là 42 triệu 500. Các bạn có thể lưu tâm lý cho mình như vậy, phiên bản đen mờ. Rất cụ thể và chi tiết. Với mẫu xe Honda Wenfa thì đây là những phiên bản sơn độ 3D rất đẹp đến từ đại lý. Hiện tại sơn độ 3D mà vành nan hoa giá là 21 triệu 800. Sơn độ 3D mà trang bị vành đúc là 23 triệu các bạn nha. Trong khi đó những cái mẫu xe phiên bản Way, phiên bản sơn zin ấy, với các màu sắc như là xanh, đỏ, trắng giá chỉ 18 triệu 800. Còn phiên bản màu đen mờ là 21 triệu 200. Các cái màu sắc của năm 2022 giá hiện tại là 20 triệu các bạn nha. Tròn 20 triệu luôn. Phía sau đây là mẫu xe Honda Way FE các bạn đang theo dõi trên màn hình và mẫu xe Honda Blade. Honda Blade hiện tại có 3 phiên bản. Phiên bản phanh cơ vành nan đang được bán với giá bán hiện tại là 18 triệu 800. Phiên bản phanh đĩa vành nan là 19 triệu 800. Và phiên bản phanh đĩa vành đúc giá bán hiện tại là 20 triệu 800 cho phiên bản màu bóng và 21 triệu 200 nghìn đồng cho phiên bản màu nhám các bạn nha. Còn Relic các bạn đang theo dõi trên màn hình. Phiên bản phanh cơ vành nan hoa giá bán hiện tại là 22 triệu 800. Phiên bản phanh đĩa vành nan hoa là 24 triệu với màu sắc đen nhám này. Còn các cái màu sắc như là xanh dương đậm, màu đỏ và màu trắng của phiên bản phanh đĩa vành đúc ấy, giá bán hiện tại cao nhất là 26 triệu 200 nghìn đồng các bạn nha. Đăng ký ở huyện là 900 nghìn đồng, còn đăng ký thành phố là từ 1 triệu 7 đến 2 triệu. Các bạn lưu ý cho mình như vậy một cách cụ thể. Tiếp theo là mẫu xe Honda Airblade. Hiện tại Honda Airblade 125 phân khối các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Phiên bản tiêu chuẩn với hai màu sắc đỏ đô và xanh dương đậm giá bán hiện tại 41 triệu 200. Còn phiên bản màu đen nhám giá bán hiện tại là 42 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. Đầy đủ các màu sắc phiên bản để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại với mẫu xe Honda Airblade. Honda Vision các bạn đang theo dõi trên màn hình. Vision có 4 sự lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn hiện tại của Vision ấy là 32 triệu 400 nghìn đồng với màu sắc đen, còn màu sắc trắng là 33 triệu 33 triệu tròn các bạn nha. Trong khi đó phiên bản cao cấp là 34 triệu 200, phiên bản đặc biệt là 35 triệu 600 và phiên bản thể thao với hai màu sắc xám xi măng và đen nhám giá bán hiện tại 37 triệu 900 đến 38 triệu các bạn nha. Với mẫu xe Honda Vision rất cụ thể để các bạn có thể tham khảo như vậy. Mẫu xe Honda Vision cũng là một mẫu xe bán rất chạy trong thời gian vừa qua luôn. Tiếp theo mình sẽ quay các cái mẫu xe Honda Lead trước để các bạn có thể theo dõi đây. Lead phiên bản tiêu chuẩn ấy, giá bán hiện tại đang rất tốt. Chỉ 37 triệu 800 nghìn đồng như hai màu sắc trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình. Đèn của nó sẽ là chóa đèn halogen các bạn nha. Sử dụng bóng halogen. Còn phiên bản cao cấp thì nó sẽ phân tầng và sử dụng bóng LED. Thì cao cấp giá bán là 40 triệu 500. Còn đặc biệt màu đen mờ thì mình đã báo rồi, 42 triệu 500 nghìn đồng. Trong khi đó mẫu xe Honda Vario phiên bản 160 các bạn đang theo dõi ở đây. Vario phiên bản tiêu chuẩn giá 48 triệu 500 nghìn đồng. Phiên bản cao cấp dậy lại rẻ hơn các bạn nha. Hiện tại cao cấp chỉ 47 triệu 500. Phiên bản đặc biệt là 52 triệu 500 kể cả màu sắc sơn độ và phiên bản màu xám đen xi măng ấy, các bạn lưu ý cho mình luôn. Giá bán hiện tại là 52 triệu 500 tương tự. Tiếp đến ở phía đây là mẫu xe Honda SH. SH hiện tại có hai sự lựa chọn là SH125 và SH160. Đây đều là những phiên bản 125 này, các bạn lưu ý cho mình luôn. Mình sẽ báo chung luôn các bạn nha.
SH125i phiên bản phanh CPS giá bán hiện tại là 75.500.000, cũng rất rẻ luôn, chỉ ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Phiên bản 125 phanh ABS phiên bản cao cấp ấy, giá bán hiện tại là 86.500.000. Phiên bản với hai màu sắc xám và đen nhám giá bán hiện tại là 88.000.000 các bạn nha. Trong khi đó SH160 tiêu chuẩn giá hiện tại là 94.000.000. Phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp ấy, với hệ thống phanh chống bọt cứng ABS là 101.000.000, đen mờ 104 và màu xám sẽ là 106.000.000. Còn đây là mẫu xe Honda Future. Future hiện tại thì với phiên bản màu đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với giá bán là 34.900.000. Còn các phiên bản phanh đĩa vành nan hoa giá là 32.900.000 đồng các bạn nha. Mẫu xe Future rất đẹp, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Có duy nhất một chiếc thôi, các bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm trong thời điểm hiện tại. Cuối cùng là mẫu xe Honda Winner X, một mẫu xe đang có mức giá bán rất tốt trong thời điểm hiện tại. Hiện tại với những phiên bản cao cấp đang được bán mức giá bán là 35.000.000. Phiên bản cao cấp ấy, các bạn đang theo dõi như là bạc nhám này, đen nhám này là 35.000.000. Nhưng phiên bản màu đỏ nhám giá chỉ 33.500.000 đồng mà thôi. Phiên bản màu đỏ bóng tiêu chuẩn giá chỉ 30.500.000 đồng. Còn các cái màu sắc như là trắng đen và đen bóng giá sẽ là 31.000.000 các bạn nha. Nó sẽ phân theo từng giá một luôn. Các bạn có thể theo dõi ở phần đầu video, mình có đăng lên cái bảng giá rất chi tiết cụ thể. Còn các phiên bản đường đua HRC cũ của năm 2022 36.000.000, đường đua HRC mới của năm 2023 37.000.000. Nhưng ấy, còn với những phiên bản sơn độ 3D, sơn độ 3D phanh Nga thường giá chỉ 35.000.000 thôi. Còn sơ độ 3D mà phanh ABS giá lên tới 39.000.000 trong thời điểm cuối tháng 5 này các bạn nha. Đây là một phiên bản đường đua HRC cũ này, giá hiện tại 36.000.000 cho phiên bản này. Còn đường đua HRC mới là 37.000.000 các bạn nha. Duy nhất có các cái màu sắc như là màu đỏ này, màu đen của tiêu chuẩn phanh thường hiện nay đang bán với giá chỉ 30.500.000 đồng, rất rẻ. Đỏ nhám là 33.500.000. Đây là những cái mẫu xe Honda SH nữa để các bạn có thể theo dõi này, cũng như mẫu xe Honda Lead. Đó là toàn bộ các cái mẫu xe Honda hiện nay đang có mặt ở đại lý và gần như có đầy đủ luôn. Tất cả các cái mẫu xe đang được bán ở thị trường Việt Nam chúng ta để các bạn cùng tham khảo trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra đại lý còn có những cái mẫu xe máy điện này, rồi xe máy 50cc với những bạn nào quan tâm có thể tham khảo luôn. Với mức giá bán dao động đâu đó trong khoảng tầm từ 14 đến 20.000.000 với các cái nội dung khác nhau các bạn nha, mẫu xe khác nhau. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình, hoặc thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể các bạn nha. Cảm ơn rất là của mình. Nếu hay các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.